Xin chào các bạn, hôm nay siêu thị tranh Amia giới thiệu cho các bạn một mẫu tranh mã đáo thành công có mã là 1415. Các bạn có thể truy cập lên website amia.com.vn và search mã 1415 hoặc chỉ cần search là tranh Amia mã 1415 ở trên Google thì các bạn hoàn toàn có thể thấy về hình ảnh cũng như là những cái hình ảnh thực tế đi treo ở nhà khách hay là những cái hình ảnh mà ghép nội thất để các bạn có thể dễ hình dung nhất về cái bức tranh. Như các bạn đang nhìn thấy đây thì là mình đang quay trực tiếp ở cửa hàng tranh Amia. Đây các bạn có thể nhìn thấy xung quanh có rất nhiều bức tranh và đây là bức tranh ngựa mã đáo thành công dưới ánh mặt trời mọc và chạy trên biển có mã là 1415. Trong bức tranh đây là 8 chú ngựa tuấn mã với cái độ phi nước đại này, các bạn đang nhìn thấy thể hiện được cái sức mạnh, cái sự dũng mãnh của từng chú ngựa trong bức tranh. Điều đó thể hiện là mang đến cho căn phòng khi mà treo bức tranh này một cái sức mạnh và tin chắc với cái sức mạnh này sẽ mang đến thành công cho chủ nhân, cho gia đình. Đó, thì bây giờ mình sẽ lại gần hơn cho các bạn có thể nhìn thấy. Đây là dòng tranh gỗ nha các bạn. Tất cả cái mặt này, cái mặt tranh thường được ép lụa để có thể giữ được cái màu sắc của tranh được bền và đẹp nhất. Đấy các bạn có thể nhìn thấy ở đằng sau mỗi tấm tranh này là gỗ nha các bạn. Thì cái tấm tranh này đó, thì cái tấm tranh này nhá sẽ được in cái hình ảnh này, hình ảnh những chú ngựa này sẽ được in trên một cái giấy in ảnh khá là nét và được ép một cái lớp lụa ở trên bề mặt của mỗi cái tấm tranh và dán ép lên trên cái tấm gỗ. Đó là dòng tranh, đặc trưng của dòng tranh in ép trên gỗ là như thế. Thì ở cái bức tranh ngựa mà các bạn đang nhìn thấy này, nó có kích thước là 90 x 1,5 m, tức là cái tấm cao nhất của cái bức tranh ngựa là cái tấm chính giữa, nó sẽ có kích thước là 30 x với 90, và bên cạnh đó hai cái tấm ở giữa này nó là 30 x 80 cm và cái tấm ngoài cùng nó đang là 30 x với cả 60 cm. 30 x 70 cm. Đó thì kích thước nó sẽ lần lượt là 70, 80, 90 cm. Thì tổng cái chiều dài của bức tranh này nó lên tới 1,5 m và có chiều cao nhất của nó là 90 phân. Đó thì các bạn có thể hoàn toàn đặt treo cái bức tranh này ở trên ghế sofa của phòng khách gia đình mình hoặc là treo tranh ở trong cái phòng làm việc riêng đằng sau cái ghế tựa hoặc là bất cứ cái vị trí nào mà các bạn cảm thấy phù hợp nhất để treo tranh. Thì các bạn hoàn toàn có thể đặt treo cái bộ tranh mã đáo thành công này. Ngoài ra thì các bạn có thể hoàn toàn đặt treo các cái bức tranh này với kích thước theo yêu cầu đặt làm tại Amia. Amia không chỉ là đơn vị bán tranh với các dòng tranh sơn dầu hay là tranh gỗ, mà Amia còn là đơn vị trực tiếp thiết kế các dòng tranh in ép trên gỗ theo yêu cầu của khách hàng với hình ảnh như thế này và kích thước có thể to hơn đến 2 m hoặc 2,2 m, 2,5 m tùy các bạn. Đó là tùy thuộc vào cái không gian mà đặt treo cái bức tranh mã đáo thành công này. Đó thì Amia xin nhắc lại, đây là bức tranh mã đáo thành công Amia 1415. Các bạn có thể gọi chụp ảnh màn hình cái mẫu tranh gửi qua Zalo của Amia theo số hotline 0916 225 866 hoặc là mua tranh bằng cách truy cập trực tiếp website của Amia là amia.com.vn. Search mã 1415 thì các bạn sẽ đặt và mua hàng trực tiếp ở trên website. Ngoài ra thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng tranh Amia tại số 211 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội để được đặt mua cái bức tranh này về treo trong gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã xem cái video giới thiệu về mẫu tranh mã đáo thành công của Amia. Xin chào các bạn.